Ông ngoại tên gì? Ông ngoại Phước Văn Nguyễn. Sinh ngày mấy? 10 tháng 5. 20 tháng 5 hả? Năm mấy? Nè, chậm mấy năm biết nữa, 14. 114 hả? Thì năm nay ông ngoại mấy tuổi? 80 mấy tuổi rồi. 80 mấy hả? 88 rồi. Thì ông ngoại sinh ngày 20 tháng 5 1914. Là năm nay ông ngoại mấy tuổi? Biết đâu 94 tuổi. 94 tuổi rồi, quá. Rồi lúc năm mấy ông ngoại tính qua Úc? Úc mới qua 1900 mấy tháng năm. Phải 1976 không? Phải không? 76. Rồi 70, phải không? 79 là ông ngoại mới qua Úc. Đi vượt biên năm mấy? 70. Điếc lâu quá quên rồi. 1977 phải không? Ông ngoại ở vượt biên ở Malaysia mấy năm? Ở con 51 năm mấy vậy? Thì ông ngoại vượt biên 77. Sanh con, mẹ sanh con 78, qua nước Úc 79 phải không? Giờ lúc ông ngoại ở Việt Nam á, tại sao ông ngoại muốn qua Úc hay là qua Mỹ? Muốn qua Úc không mà. Tại sao? Mỹ ban đầu mới qua nó là công chính đợt đầu á, nó đi qua Úc kê nó bác nó không nhận. Nó không nhận cái mấy cậu về đi Mỹ. Ba cậu đi Mỹ. Nó không nhận tâm ở đó. Ở đó cái đợt sau bên nó lại phỏng vấn nữa. Nó lại phỏng vấn đợt sau nó nói nếu ai mà hồi đó xin đi Úc không nhận á, bây giờ muốn đi Úc á, thôi giờ Úc nhận. Bắt đầu xin đi Úc không nhận rồi cũng không có chịu đi Mỹ nữa, ở đó ở lì đó hà. Nó nhận kỳ sau nó mới nhận đó hà. Mà lúc ông ngoại ở Việt Nam á, tại sao ông ngoại muốn qua đây? Bị cộng sản. Cộng sản hả? Cộng sản nắm chính quyền á, nó đánh tự quốc gia chạy mẹ nó rồi chạy đi Mỹ hết trơn rồi. Rồi ông ngoại tính muốn qua đây hay là ai kêu ông ngoại qua đây? Ông tính qua đây chứ. Ông mình qua đây bằng cái gì? Đi bằng tàu. Tàu của ai? Tàu của mình đi qua tới đây bên đảo cái lên cái bỏ tàu ở đảo đó. Lúc ông ngoại ở Việt Nam, ông ngoại đi qua đảo bằng xuồng của ông ngoại phải không? Đi tàu, đi bằng cái tàu đó chứ. Đi qua tới đảo, lên đảo cái lúc đó bỏ. Lúc đó ai với ai đi chung mình? Thì mấy cậu mày nó ai biết không? Hả? Tên lúc đó có ai? Có tao chỉ huy đi hả? Lúc tao chỉ huy đi hả? Đi trên đảo cái Úc cũng nhận cái mấy cậu đi Mỹ. Mấy tao cũng chịu đi Mỹ, tao ở đó lì đó nữa. Lì đó Úc lại phỏng vấn lời đợt gì. Nó nói nếu ai hồng đợt trước mà biểu bác á, bây giờ muốn ở đây muốn điếu qua thì Úc nhận. Ở lì nó mới nhận. Lúc ông ngoại ở Việt Nam á, ông ngoại sắp xếp qua nước Mỹ với nước Úc làm sao, sắp xếp làm sao? Qua Mã Lai cái thì mình tính cái mấy đi Úc lại phỏng vấn. Nói ai đi đâu đó. Không phải. Lúc ông ngoại sắp xếp đi qua nước khác ở tận trốn nước Việt Nam á. ông ngoại bán đắt hơn là bán vàng dòng gì
gì có lấy tiền theo không? Bỏ đất lại không bán gì trên đồi, bỏ đất lại nguyên đó. Lấy gì theo? Không có gì theo đây. Mình có bao nhiêu nên mang đem nhiều nha. Có lấy quần áo thôi hả? Đồ ăn có lấy không? Hả? Có lấy đồ ăn không? Có đi gì đâu lấy đồ ăn đi đâu lấy. Tôi chỉ có nhiêu tiền là mang theo cái gì thôi. Lúc kia chiếc xuồng của ông ngoại ở hòn hay là ở đất liền? Ở ngoài hòn. Ở hòn thì nguyên gia đình của ông ngoại trốn đi hòn phải không? Nằm vô tàu. Đi với cái tàu, ngoại có chiếc tàu đánh lưới đó. Tàu đánh lưới đó, đi tàu của ông ngoại thôi, có gì đó. Tàu nó tên gì? Có tên không? Hả? Cái chiếc tàu đó có cái tên không? Có đâu, tên của ông ngoại thôi, có ai đâu. Giờ ông ngoại đi nguyên gia đình của ông ngoại thôi phải không? Không có ai nữa hả? Ừ. Mấy cậu, mẹ, năm. Ừ. Cậu hai, cậu ba, cậu tư mày đó. Gia đình, nguyên mấy gia đình đi phải không? Trong chiếc xuồng đó. Giờ ông ngoại chạy chiếc xuồng đó hả? Ông ngoại tính đi đâu trước? Đâu có đi qua Úc không à? Bị. Chiếc xuồng, ông ngoại chạy chiếc xuồng đi đảo mà ông ngoại biết cái đó là đảo hay là biết là nước Úc? Biết xứ Mã Lai chứ không có nói biết, Úc biết Úc xứ, gì biết xứ Mã Lai phải không? Mã Lai. Giờ ông ngoại muốn đi xuống Mã Lai trước phải không? Ừ. Giờ làm sao? Thì đó nó ghé Mã Lai lên Mã Lai đây vậy thôi à. Giờ ở đó bỏ chiếc xuồng ở đó hả? Ừ. Rồi bơi vô hơi lần sau ngoài cởi thôi. Chiếc tàu đó tụi Mã Lai nó lấy ông ngoại lên bờ hết rồi, gia đình ngoại lên bờ rồi, Mã Lai nó lấy tàu. Nó cho lên bờ không? Hả? Nó có cho lên bờ không? Lên bờ chứ, đuổi lên bờ đặng nó lấy tàu á. Phải không? Ừ. Giờ lên bờ về nó hỏi gì? Hỏi gì, hỏi mình muốn đi đâu? Giờ ngoại nói gì? Đặng nói rằng muốn đi Úc à, Úc Đại Lợi á. Nó có hiểu không? Ngoại nói tiếng Anh hay là tiếng Việt Nam? Nó có thông dịch mà. Giờ ông ngoại ở đảo mấy năm? Đảo đâu một năm gì đó hả? Đảo một năm chừng năm vậy. Mấy người đó tố xử với ông ngoại tốt không? Ừ? Mấy người đó tố xử với ông ngoại tốt không? Tốt, không có gì đâu. Nó cung cấp cung gạo cho ăn. Lúc mấy cậu đi Mỹ, giờ ông ngoại đi Úc, ông ngoại buồn á. Ừ. Mỹ nhận nhưng mà em không chịu đi. Mấy cậu mới đi. Mỹ nhận ông ngoại hả? Ờ, Mỹ nhận ông ngoại không chịu đi, mới ở đó, ở liền ở Úc đó. Sao bữa ông ngoại không muốn đi Mỹ hả? Không thích đi Mỹ. Sao vậy? Bị người ta nói Mỹ thì cực lắm. Còn Úc kêu Úc nước Úc đất rộng người thưa, dễ làm ăn lắm. Mới ở Úc đó. Úc đất rộng người thưa. Rồi mấy cậu đi Mỹ, rồi ông ngoại có buồn phải không? Ừ. Nhỉ ông ngoại nhỉ có gặp mấy cậu lại nữa không?